Thưa quý vị, những thay đổi trong luật khám chữa bệnh năm 2023 đòi hỏi phải đánh giá và sửa đổi, bổ sung luật bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền bình đẳng trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân. Chính vì vậy, dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi do Bộ Y tế soạn thảo đã mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế với nhiều hạng mục nhóm bệnh sẽ được bảo hiểm y tế chi trả chi phí này. Hiện quỹ bảo hiểm y tế chủ yếu chi trả cho điều trị, chi phí điều trị nội trú các bệnh ung thư, tim mạch rất lớn. Trong khi nếu được chẩn đoán sớm, bệnh nhân được điều trị kịp thời sẽ giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tỷ lệ tăng nặng. Chính vì vậy, dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi do Bộ Y tế soạn thảo đã mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế với việc chi trả chi phí cho việc khám sàng lọc, chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh để phòng tránh được nhiều bệnh lý tăng nặng, điều trị tốn kém, từ đó giảm các chi phí điều trị, mang lại lợi ích cho người bệnh, cho xã hội và cho cả quỹ bảo hiểm y tế. Có 5 nhóm bệnh sẽ được bảo hiểm y tế chi trả khám sàng lọc là ung thư cổ tử cung, ung thư vú, tăng huyết áp, tiểu đường, viêm gan. Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm nay và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Sáng nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long họp báo giới thiệu chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024 nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong các kỳ thi năm nay. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024 triển khai các hình thức hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tại 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc. Với tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trong đó cao điểm từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6, bên cạnh các đối tượng được tiếp sức hàng năm, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024 hướng đến hỗ trợ các thí sinh thi vào lớp 10, thí sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực và học sinh có nguyện vọng du học ở nước ngoài. Các hoạt động hỗ trợ được ban tổ chức quan tâm triển khai đa dạng như tổ chức các đội hình tình nguyện số, tiếp sức trực tuyến, chuỗi hoạt động ôn thi cùng thủ khoa. Điểm nổi bật của chương trình năm nay là sẽ cung cấp miễn phí 1 triệu khóa ôn tập các môn học trong hệ thống môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh trên cả nước thông qua nền tảng giáo dục trực tuyến. Cũng trong sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp cùng Hội Người Khuyết tật thành phố đã tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật. Phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của 32 doanh nghiệp với hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng đa ngành nghề. Trong đó có hơn 10 doanh nghiệp tuyển dụng tuyển sinh gần 400 vị trí việc làm cho lao động là người khuyết tật ở các lĩnh vực may, thủ công mỹ nghệ, thợ thêu tranh và thợ may công nghiệp. Thành phố Hà Nội hiện có gần 100.000 người khuyết tật, tuy nhiên mới chỉ có khoảng 15% trong số này có việc làm. Những phiên giao dịch này đã mang lại nhiều cơ hội cho người khuyết tật có việc làm, tiếp cận những thông tin đầy đủ và chính xác, đáng tin cậy của các đơn vị tuyển dụng, hiểu biết về chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm của người khuyết tật, từ đó giúp họ đạt được những ước mơ trong cuộc sống, có thu nhập kinh tế cho bản thân và gia đình.